Thưa quý vị, thời điểm tháng năm này, thời tiết thay đổi lớn vì nắng nóng chuyển sang mưa và thông thường thì trẻ em mắc các bệnh về hô hấp ở thời điểm này tăng lên. Tuy nhiên, từ đầu tháng năm cho đến nay, bệnh nhi đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lại có xu hướng giảm so với mọi năm. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại Bệnh viện Vũng Tàu, lượt khám bệnh và điều trị giảm gần 50% so với những tháng đầu năm 2021 và cùng kỳ năm 2020. Thời điểm giao mùa, chuyển nắng sang mưa, độ ẩm không khí cao, nhiệt độ thường thay đổi đột ngột là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn có hại phát tán, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ. Ngoài các bệnh về hô hấp, trẻ nhỏ cũng rất dễ mắc các loại bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết tay chân miệng. Dạ, bé nay 1 tuổi chị, nhưng mà mưa này là chị đổi gió với mưa nắng là bé nó hay cảm ho sổ mũi. Bé bị ho. Đợt này nó không sốt nhưng mà đợt trước thì vừa sốt vừa ho. Thường thì chị cứ lau nước nóng cho em rồi dán miếng dán lên cho uống thuốc hạ sốt. Theo các bác sĩ khoa nhi, trẻ nhỏ nghỉ học sớm để phòng dịch COVID-19, cộng thêm trẻ thường xuyên ở nhà, được gia đình chăm sóc chu đáo hơn, nên ít lây bệnh lẫn nhau, có sức đề kháng tốt hơn, số trẻ mắc bệnh giảm hẳn. Theo thống kê, qua các năm, những cái mùa mà như thế này thì tình hình bệnh tăng hơn so với các cái mùa trong năm thì nhiều hơn, nhưng mà so hiện tại là tình hình bệnh dịch COVID-19 nên là thực tế tại khoa thì số lượng bệnh nhi đến khám nội trú và ngoại trú đều giảm hơn so với các năm khác. Cũng theo các bác sĩ khoa nhi Bệnh viện Vũng Tàu, trẻ ở nhà được chăm sóc chu đáo, ít mắc những bệnh thông thường do thời tiết, tuy nhiên không nên vì vậy mà chủ quan. Bên cạnh đó, do tâm lý ngại đến bệnh viện vì dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nên các bậc phụ huynh phải có sự am hiểu cặn kẽ về bệnh lý và phương pháp chăm sóc trẻ nhỏ tại nhà, tránh tình trạng tự đoán bệnh, tự chữa, càng nguy hiểm cho trẻ. Khi mà thay đổi thời tiết thì cha mẹ cần phải giữ ấm cho trẻ, cung cấp đầy đủ các cái chất dinh dưỡng, bổ sung cung cấp đủ nước, bổ sung thêm vitamin C, rồi vệ sinh bàn tay là thường xuyên rửa tay bằng xà bông dưới vòi nước sạch, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ thoáng mát, không tiếp xúc nơi đông người, chích ngừa cho trẻ đầy đủ và đúng lịch. Khoa nhi Bệnh viện Vũng Tàu từ đầu tháng 5 đến nay tiếp nhận hơn 700 lượt khám bệnh và gần 200 lượt điều trị nội trú, giảm gần 50% so với tháng 3 và tháng 4 và cả so với cùng kỳ năm ngoái.